Rất vui đã được quay trở lại gặp quý anh chị em và các bạn vào buổi tối thứ tư ngày hôm nay. Xin kính chúc quý anh chị em và các bạn luôn có nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, dịch virus corona COVID-19 đã quay trở lại hoành hành tại Việt Nam cũng như tại Malaysia và nhiều nước trên thế giới. Do đó, bản thân của chúng ta khi đi ra ngoài đến nơi công cộng, đến quán xá, nhà hàng, đến các trung tâm mua sắm, luôn luôn ý thức bảo vệ khoảng cách và luôn đeo khẩu trang nhé mọi người. Hình ảnh được ghi tại một trung tâm thương mại Ferox City, quận Chà Lát, thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Tất cả các cửa ra vào, từ tầng 1 lên đến tầng trên cùng, sẽ có biểu mẫu, có các thông báo và có các mô hình ở các nơi trung tâm dễ nhìn nhất để thông báo cho tới các vị khách khi mua sắm phải giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và an toàn cho xã hội. Và sau đây mời quý anh chị em và các bạn theo dõi những hình ảnh mà tôi quay lại được ở một số những quán ăn, các cửa ra vào về ý thức của người dân Malaysia trong đợt dịch bùng phát trở lại. Rất mong quý anh chị em và các bạn, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta trên toàn thế giới luôn luôn giữ gìn sức khỏe, ý thức ở nơi công cộng để bảo vệ cho chính chúng ta nhé mọi người.